Trang dầu tức là cái tẩy trang bằng dầu đúng không? Vâng. Tại sao em lại phải tẩy trang nhiều như thế? Thực ra là em cũng chỉ nghĩ là tại vì đợt đấy em bôi kem chống nắng, thế là Kem chống nắng này đúng là cần phải tẩy trang thật. Nhưng đợt này em bị lên nhiều mụn kinh khủng ấy. vâng ạ. Dưới da của em nó có rất nhiều mụn ẩn này. Với cả là bị vết thâm nhiều lắm. Vâng, đúng Có rồi, một da số cái em có sẹo. thì bị thâm, da nó Trên không được lành lắm. đúng rồi. Trên này đỡ hơn. Nhưng hai bên miệng thì rất là nhiều. Em có hay đeo khẩu trang không? Có. Chắc bây giờ em sẽ phải bỏ khẩu trang đi nhé. Bởi vì em càng đeo càng nặng đấy. Đấy là một. Thứ hai là hôm nay thì anh sẽ xử lý cho em cái mụn này nhé. Thông thường cố gắng là sau khoảng tổng độ 3 đến 4 tuần đỡ khoảng 80-90% nhé. Nhưng mà những cái đồ em đang dùng thì mình phải phải dừng lại đấy. Bởi vì nó không phù hợp lắm. Anh nghĩ một phần nó bởi vì cái do cái đồ của em nó gây ra hiện tượng bị viêm da kích ứng ấy. Xong rồi Vâng. nó kích thích cái nấm mụn lên thì mình bỏ đi nhé. Sau này mình sẽ chọn cho nó phù hợp. Bây giờ em quá nhiều cái tổn thương trên bề mặt da. Vâng. Ngoài cái vấn đề là em đang bị cái trứng cá ra thì nó có hậu quả trứng cá là cái sẹo Vâng. tương đối là dày đặc. Vâng. Khả năng là bởi vì em chưa bao giờ được điều trị bài bản cả em ạ. Vâng. Mà toàn điều trị Đúng rồi, kiểu kiểu thấy nhát rừng nhát rừng nó ấy. đi rừng không ăn thua. Anh xem Vâng. bên này nào. Và bên này thì nặng. Lưng ngực em có không? Có. Nào cho anh xem phần lưng của em nào. Cháu áo thì đúng rồi. Lưng cũng có tương Vâng. đối hai bên vai Vâng. nặng. Ngực cũng có nhỉ. Ừ, Ngực cũng ít có. hơn. Đấy. Này là em nó là một cái trứng cá toàn thể. Tức là Vâng. cả trên mặt nhỉ, cả trên cơ thể đều có em Vâng. nhé. Thì cái này phải điều trị bài bản thì nó mới khỏi được em ạ. Vâng. Trứng cá nên mình có thể điều trị khỏi được chứ không phải là không. Đấy, Vâng. quan trọng là sau đó thì mình phải giữ để mình duy trì cái kết quả nhé em Vâng. nhé. Xem nào. Thế là thành bị sẹo và vết thâm nhiều em ạ. Tương đối nhiều sẹo vết thâm ở đây. Ừ, nhưng bây giờ dưới da em nó vẫn còn mụn ẩn em ạ. Em có sơ thấy mụn ẩn không? Có đúng không? Mụn nhiều. Cái này của em chắc chắn là mình phải xử lý cái mụn trứng cá này này. Thứ hai nữa là anh sẽ cho em đơn thuốc. Đấy, và mình sẽ xử lý dần cái vấn đề thâm nhé. Thường anh nghĩ rằng cái mụn trứng cá này mình sẽ kiểm soát tốt sau khoảng tầm độ 4 tuần này. Đấy, sau khoảng 4 tuần thì anh nghĩ nó sẽ khỏi được khoảng 90% rồi. Nghe em nhé. Xem để này được. Em trên Gia Liễu, Hà Nội. Cám ở đâu? Trên bệnh viện Gia Liễu, Hà Nội. Bệnh viện Gia Liễu, Hà Nội em. Mà anh thấy em để trứng cá nặng quá. Cái khủng nguyên. Trứng cá này của em nhé. Vừa có sẹo lại vừa có vết thâm ở mặt thì nó toàn là trứng cá mặt lươn như em ạ. Đấy, như bên này tất cả trứng cá này mặt lươn. Em hay sờ tay vào nó. Hay sờ tay vào. Đừng sờ tay vào nha em nhé. Vì càng sờ tay thì nó lại càng nặng em ạ. Nhé. Sẹo nặng quá. Cái này phải điều trị bài bản thì nó mới ổn được em ạ. Thông thường mình điều trị thì nó sẽ rất là tốt. Cố gắng trong vòng 1 tháng thì nó đỡ được khoảng độ 80% gì đó. Em hiểu không? Nhá, nhưng phải điều trị bài bản nhé. Hôm nay thì mình phải xử lý laser mụn này. Thứ hai nữa là mình phải dùng thuốc uống thuốc bôi nhé. 1 tuần sau thì khám lại em nhé. Em để rất là nặng. Còn đường mặt này của anh đều nặng kinh khủng. Em phải điều trị bài bản nếu không sẽ không ổn đấy. Kinh khủng và anh đỏ phết. Sau đó là tay tôi mụn lên quá nặng nha nhé. Điều trị đúng là nó sẽ rất là ổn đấy ạ. Chăm sóc Tay là anh với gì? cả mặt tôi kinh khủng luôn. Nó chênh nhau khủng khiếp nhé.